Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Nông nghiệp TV. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn về cái phân bón trung lượng ha. Vậy phân bón trung lượng là gì? Tại sao lại bón phân trung lượng? Và nó cần thiết cho cây trồng như thế nào? Hy vọng với kiến thức nhỏ này sẽ giúp ích được cho các bạn. Phân bón gồm có các loại như là đa lượng, trung lượng và vi lượng ha. Về phân đa lượng và phân vi lượng mình cũng đã làm clip rồi. Thì cho nên với cái clip này mình sẽ nói về cái phân trung lượng nha các bạn. Như các bạn đã biết, đất Việt Nam thì hầu hết là đất chua, nghèo hữu cơ và cái nghèo dinh dưỡng lắm. Vì vậy cái nguyên tố trung lượng cũng rất cần thiết cho cây trồng, đặc biệt như là các nguyên tố canxi nè, magie, lưu huỳnh thì đều làm tăng năng suất cây trồng. Còn cái silic cũng là một chất dinh dưỡng khoáng cũng rất cần thiết cho cây trồng nữa, do đất luôn thiếu hụt các nguyên tố trung lượng như vậy. Cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho năng suất và chất lượng cây trồng thấp lắm. Thì sau đây mình sẽ tìm hiểu sơ về phân bón trung lượng là như thế nào nha các bạn. Phân bón trung lượng ở thời điểm hiện tại thì không có một đơn vị nào sản xuất riêng về các sản phẩm phân bón trung lượng cả. Tuy nhiên các bạn có thể hiểu phân bón trung lượng thì đây là một hỗn hợp các chất dinh dưỡng để có thể cung cấp tất cả các loại nguyên tố trung lượng nha. Mà các nguyên tố như là canxi, magie, lưu huỳnh và silic thì được cung cấp qua thành phần phụ của phân đa lượng mà thôi. Ví dụ cho các bạn dễ hiểu ha, thì cái canxi của cái trung lượng thì nó được cấp qua các loại phân như là phân nung chảy nè, hay là súp bê lân á. Còn cái magie trong cái trung lượng thì nó có nhiều trong cái phân lân nung chảy và cái phân kali ha, phân kali magie đó các bạn. Còn cái lưu huỳnh được cung cấp qua cái phân mà súp bê lân hoặc là sulfate amon á, thì các bạn có thể hiểu đơn giản là như vậy. Thì sau đây mình sẽ nói về cái nguyên tố canxi. Canxi là Ca, thì mình đọc là canxi, thì còn gọi theo đúng cái tên Latin của nó là calcium nha các bạn. Còn ở đây thì mình cứ gọi là canxi ha. Cái canxi á, các bạn có thể hiểu là nó có tác dụng rất quan trọng đối với việc mà duy trì công năng của mạng tế bào á, bởi vì nó sẽ tham gia vào sự hình thành vách tế bào và hạt chất của các loại men. Ngoài ra canxi có tác dụng đặc biệt trong cái việc mà duy trì cân bằng của môi trường bên ngoài, tăng cường sự nở hoa cũng như là tăng cường sự bền của hoa nha các bạn. Một cái đặc biệt của canxi nữa là nó sẽ làm giảm cái độ chua trong đất và trong nước nữa. Thì vai trò canxi là như vậy. Còn cái magie trong cây á, cái magie nó kích thích cái hoạt động của nhiều cái enzyme lắm. Cái magie cũng là cái thành phần diệp lục tố nên nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà đồng hóa CO2 hay là tổng hợp mà protein. Cái magie nó còn giúp cho cây tăng trưởng nhanh nè, đẻ nhánh mạnh, hạn chế do nấm gây ra nè. Ngoài ra cái magie nó cũng giúp cái cây thu hút được nhiều cái lân và các dưỡng chất khác. Ví dụ như cái cây mà nó thiếu magie thì cái thân lá nó èo ụt, nó xuất hiện nhiều cái dải màu vàng ở phần thịt của các lá dạ nữa, trong khi hai bên gân á, nó cũng vẫn còn xanh nha. Cái trường hợp như vậy nghĩa là do cái diệp lục tố hình thành không có đầy đủ. Với sự biểu hiện của cái triệu chứng này thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái cường độ ánh sáng mà lá nó được tiếp xúc. Nếu như cây trồng nó ít được tiếp xúc với ánh sáng thì nó sẽ dễ thấy cái triệu chứng này hơn và nó sẽ xảy ra nhanh hơn là như vậy. Tiếp theo là mình sẽ nói về lưu huỳnh. Thì khi chúng ta mà bón cái lưu huỳnh á thì không những làm tăng năng suất cây trồng mà nó còn có tác dụng là tăng tính chịu hạn nữa, như là chống chịu sâu bệnh nữa đó các bạn. Khi mà thiếu lưu huỳnh thì cái triệu chứng giống như là thiếu đạm vậy. Cái triệu chứng của nó là lá nó sẽ nhỏ lại, vàng đều và rụng sớm nè. Một lưu ý quan trọng là lưu huỳnh còn cung cấp thêm cái hương vị cho cái lương thực thực phẩm nè, là trái đó các bạn. Ví dụ như các anh chị nào mà trồng cái sầu riêng á hay là mít nè, hoặc là những cái cây nào mà có cái mùi thơm á, thì ví dụ như các bạn bón phân kali nha, thì nên bón kali mà sunfat, có nghĩa là K2SO4 á, chứ không nên bón kali clorua. Vì cái kali sunfat nó có cái lưu huỳnh, còn kali clorua thì không có. Khi mà cái lưu huỳnh này có vào cây trồng thì nó sẽ làm cho trái nó to, sạch, đẹp, chống rụng và làm cho trái có mùi rất là thơm, lý do là như vậy. Và cuối cùng là mình sẽ nói về silic nha các bạn. Cái vai trò của silic chưa được nghiên cứu nhiều lắm như những cái chất bên trên hay là những cái chất khác. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng á, cái silic không có vai trò gì cả ngoài cái tác dụng làm cứng mô chống đỡ cho cây thôi.
nhưng lại theo một nhận xét của một cái đơn vị uy tín rất cao, đó là Viện Lúa Quốc tế, cho rằng cái silic có tác dụng nhiều nha các bạn. Đầu tiên á, cái vai trò của silic rất quan trọng trong cái việc mà chống lại các bệnh như là bệnh đầu ôn, héo đầu lá, đốm nâu, héo cổ bông trên cây lúa nè các bạn. Silic tạo được các hợp chất hữu cơ giúp cho cái thành tế bào cây nó vững chắc, chống lại sự mất nước. Ngoài ra, không bị tổn thương bởi các loại kiến, nhện, rịp hay là các côn trùng mà chuyên chích hút, nhai cắn cũng vậy, thì rất là hay. Ngoài ra, cái silic cũng giúp cho cây nó cứng cáp, lá thì nó tăng khả năng quang hợp lên, và nó sẽ làm giảm sự mất nước, giúp cho cây chống được hạn và chống nóng. Ngoài ra, nó còn làm giảm tác hại do hút quá nhiều cây sắt và mangan á. Ngoài cái lúa ra, cái silic cũng còn có tác dụng được ghi nhận ở những cái loại cây khác, như là cần cho sự tạo thành diệp lục cần thiết cho quang hợp, hoặc là làm tăng cái hiệu quả sử dụng phân lân và phân đạm đó. Silic còn có tác dụng là giúp cho đất nào mà nhiều sét thì trở nên tơi xốp hơn, thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho cái bộ rễ nó phát triển hơn. Thì tóm tắt về phân trung lượng là như vậy. Nông nghiệp TV cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác.